Biển bao la kìa, những cái tòa nhà có tầng mà. Rồi giờ vang cầm kia lớn như kìa. Chào lớn chưa? Rồi đi vào. Rồi, chào mừng các bạn đi chuyến phà từ Penang đất liền, chúng ta đi ra đảo Penang. Đây là những du khách trên tàu, trên phà. Nói phà nhưng mà phà rất là sự, phà giữa phà tàu vậy. Bên kia là cái đường xe máy. Mọi người đang đứng ở ngoài kia rất là đông để mà có cái không gian tốt hơn, giơ điện thoại lên chụp hình. Đây chúng ta qua là thử rồi đây. Rồi, ở ngoài này nha, bông tàu ngay phía ngoài luôn, siêu hơn. Nhìn những dãy nhà cao tầng. Rồi đi vào rồi đây. Tàu khởi hành từ xa bến, bến xa lòng lòng. Tàu đã khởi hành, bắt đầu khởi hành rồi các bạn. Đi đúng vào lúc 14 giờ giờ Malaysia, để coi đi bao lâu tới, dự kiến chừng 10 phút. Penang lớn đâu sao mà nói cái so sánh với Malacca, còn cái nào lớn hơn được? Lại lớn hơn Malacca chắc rồi. Là kiểu như là cái này nó chỉ, cái này nó chỉ so sánh với lại Johor. Này nó so với Johor. Penang lớn. Nó thành phố biển nhưng mà này phần đảo, phần trung tâm Penang nằm ở đảo. Ok, có cái đảo kia nhô là kìa. Đảo này là đảo, khu đảo là Rocktown. Rocktown, còn đất liền là trung tâm là Butterworld. À, nó dùng cái từ khác nhau nhưng mà nó thuộc khu vực tên, tên khu vực cùng cái bang Penang. Butterworld à? Butterworld, cái bang cùng bang Penang. Cái này là Ghost Town à? Rocktown. Ghost Town. Rock. Phà đẹp quá, phà như tàu. Phà này như tàu chứ không phải là phà bình thường. Cửa tự động đó, cửa tự động đó mà đẹp, mới lạnh nào qua. Nó là phà chứ, cái giống như phà miền Tây, đi miền Tây vượt cái sông Cửu Long ở miền Tây, nhưng mà cái bãi tàu này hiện đại hơn, đẹp hơn, nhưng mà nó ít cái chạy xe ô tô, dành cho khách nhiều hơn. Đây không có xe ô tô, đi bộ với lại bộ xe máy thôi. Tại góc này quay như này thì chụp thì cũng dài thôi đúng không?
gần thì mình mới coi. Đi ra ngồi quay cho nó nhiều các bạn. Đảo Phi Lan hàng ngày trực tiếp là gần. Patringi. Mọi người rất là đông đứng để mà selfie chụp hình quay phim trên biển đảo Rọc Thao Phi Lan. Gần tới rồi đó. Rồi thấy giống Đà Nẵng. À, giống Đà Nẵng, Hồng Kông gì vậy, giống kiểu khu biển như vậy. Hồng Kông là một cái thành phố ở trong ngoài. Hồng Kông đẹp. Tất nhiên rồi, sao mà không. Cái eo này nó to hơn cái eo của Hồng Kông. Đó, mỗi cái nó kiểu khác nha. Không đuổi tuổi. Giống như là cái thị xã gọi là thị xã Giọt đó. Giọt là cái tên, giống như cái tên của mấy ông người Anh á. Giọt Thao. À, chúng ta đang đến nha, Giọt Thao Phi Lan. Đảo Phi Lan á. Cái bang Phi Lan nó có cả đất liền và đảo nha các bạn. Đây là mình đang đi từ đất liền ra đảo. À, trời cái không hình luôn. Chiếc tàu đang tiến về đảo Phi Lan, Rọc Thao. Du khách ở phía sau mình nè, du khách trên tàu. Thuyền nó đang đứng ở đằng này, đang đứng
chiếc thuyền nó đang, chiếc tàu nó đang đứng, mình đang đi. À, mình quay nó, quay nó thì mình thấy nó đang giống như đang đi vậy. Rồi, chuẩn bị cặp bén nha, giọt thao rồi các bạn. Cặp bén. Chúng ta chính thức lên đảo Penang để vui chơi du lịch ở đây 2 ngày. Rồi, tàu đã dừng. Đang làm kỹ thuật để hạ neo. Ôi, chào mừng các bạn đến với Penang Giọt Thao. Chúng ta sẽ chào các bạn. Chính thức rồi. Chúng ta kết thúc chuyến phà và đã đến Penang Giọt Thao. Mời các bạn nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh. Và tiếp tục theo dõi video tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá Giọt Thao Penang. Thành phố Penang trên đảo vào những video tiếp theo. Bây giờ video chúng ta đi qua phà để từ đất liền qua đảo Penang đã kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.